Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả ngồi. Thưa tất cả tăng ni và toàn thể Phật tử, hôm nay là lần thuyết pháp chót của chúng tôi tại Thiền viện Đại Đăng. Vì vậy mà những cái bài thuyết pháp này nó có tính cách khó, rất là khó hiểu. Bởi vì những bài dễ thì chư tăng ở đây có thể giảng hết cho quý vị nghe rồi, còn bài này rất là khó, cho nên chúng tôi phải giảng trước khi chúng tôi nghỉ, thì báo động trước để tất cả quý vị đừng phàn nàn sao giảng khó quá. Như vậy thì bài thuyết pháp này cái đề tài là tánh không duyên khởi và chân không diệu hữu. Hai cái điều này lâu nay người ta thắc mắc, nhất là cái giới học giả cứ thắc mắc tại sao mà nhà Phật nói sắc tức không, không tức sắc, nghe nó khó hiểu, khó có nhận định được. Bởi vậy chúng tôi phải giảng cho tường tận để quý vị thấy rõ ràng cái lời Phật dạy là chân lý. Mà lẽ chân lý thì nó phải khó, bởi vì chúng ta lâu nay sống theo cái mê lầm, cho nên những cái gì nói theo chúng ta đều là theo cái hướng mê lầm. Giờ đây chỉ thẳng cái lẽ thật, mà lẽ thật đó là giác ngộ mới thấy, còn mê lầm thì chưa có biết. Bởi vậy chỗ Đức Phật giác ngộ Ngài thấy, Ngài nói nó trái hẳn với cái nhìn mê lầm của chúng ta. Vì vậy mà rất là khó. Đó là tôi nói trước để quý vị hiểu. Kế đây tôi sẽ đi thứ tự. Tại sao gọi là tánh không duyên khởi? Bởi vì chúng ta thường kẹt cái chữ tánh không. Nhà Phật nói rằng tất cả pháp tánh không, rồi duyên hợp thành có tất cả pháp. Chữ tánh đó nói cho thật rõ, chỉ là cái đã có sẵn. Cái đã có sẵn gọi là tánh. Từ cái đã có sẵn đó rồi theo duyên hợp mà thành. Như tôi ví dụ, cái nhà này trước khi chúng ta xây cất thì chỗ này là có hay là không? Ai cũng biết đây là trống không, phải không? Từ cái trống không duyên hợp, tức là những cái dụng cụ chúng ta đem đến, rồi những cái phương tiện để mà xây lắp vào, thì nó mới thành cái nhà. Như vậy thì cái nhà
trước khi thành, nguyên nó là sẵn cái không. Cái không đã sẵn rồi, chúng ta mới dựng được cái nhà. Nếu nó là cái có thì không bao giờ chúng ta dựng được. Như vậy thì cái nhà này, ai hỏi từ đâu mà có, thì chúng ta nói từ cái không, rồi đủ duyên hợp lại thành cái nhà. Thì điều đó có phải là lẽ thực không? Có phải là từ cái trống không chúng ta đem vật liệu đến kết hợp lại xây dựng thành cái nhà, có phải là lẽ thực hay không? Lẽ thực. Nó là lẽ thực thì nói cái nhà này tánh không, quý vị hiểu không? Hiểu không? Dễ hiểu quá mà, phải không? Từ cái nhà chúng ta nhìn qua những cái gần nhất, như là cái bàn này. Khi chúng ta kết hợp gỗ và đinh thợ lại đóng thành cái bàn, thì chỗ cái bàn mà chúng ta đóng thành đó, nó là có hay là không? Nó là không. Bởi nó không, chúng ta mới kết hợp dựng lên thành cái bàn. Nếu mà nó đã có thì chúng ta không làm sao kết hợp thành cái bàn được. Đó là một cái lẽ thực mà chúng ta không chối cãi được. Như vậy thì cái bàn cũng từ tánh không mà có, cho đến như cái bình hoa này. Trước nó đã có cái gì đầy rồi thì chúng ta còn cắm hoa vô được không? Không. Từ cái không trống của cái bình, chúng ta mới cắm hoa lại thành một bình hoa, phải không? Như vậy bình hoa nó có là từ cái không, rồi duyên hợp tụ hợp lại thành cái bình hoa. Thì như vậy tất cả những sự vật trên thế gian này nó cũng từ cái không rồi duyên hợp thành có. Như vậy thì khi cái bình hoa này duyên hợp thành có rồi á, thì quý vị thấy cái có của bình hoa là thiệt hay là giả? Quý vị thấy cái có của bình hoa đủ duyên nó tụ hợp lại thì cái có là thiệt hay là giả? Ngày nay nói như vậy, mai mốt nó sẽ héo khô rồi ném quăng hết trơn, phải không? Có trong một thời gian ngắn tạm bợ đó thì chúng ta không thể nói nó thiệt được. Có mà có tạm bợ thì cái có đó là hư dối, không có thiệt. Như vậy biết cái bình hoa có là không thiệt thì cái bàn này có là thiệt được không? Rồi cái nhà này có thiệt được không? Như vậy cho nên đó, tánh không duyên khởi, mà duyên khởi thì các pháp đều là hư dối không thiệt. Đó là một cái lý mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy. Như vậy là tôi nói những cái hình ảnh hư dối ở ngoài, bây giờ tới con người của chúng ta, đi thẳng lại con người chúng ta. Con người chúng ta có phải là từ cái không duyên hợp thành có không? Ai cũng bằng lòng. Nhưng bây giờ nói con người mình giả, quý vị chịu không? Bằng lòng rằng từ cái không duyên hợp thành có, mà cái bình hoa duyên hợp thành nó giả. Còn mình cũng duyên hợp mà mình lại nói mình thiệt.
có trái với lẽ thật không? Đó, mà từ thấy mình thiệt rồi á, thì quý vị có thêm những cái gì nữa? Thấy mình thiệt rồi, cho nên muốn mình ăn ngon, mặc đẹp, thụ hưởng tất cả cái gì của thế gian, phải không? Đó, vì mình thật cho nên muốn thụ hưởng, mà muốn thụ hưởng lại bị người ta ngăn trở thì quý vị vui không? Nổi nóng lên, cự lộn, thấy không? Như vậy, từ cái thấy thiệt rồi muốn thụ hưởng các sự vật theo đúng nhu cầu chúng ta ưa thích, thì cái muốn đó gọi là cái gì quý vị biết không? Như vậy thì từ thấy thiệt đó là cái gì? Cái tên nó là gì? Đó là si mê, phải không? Từ cái giả mà ngỡ là thiệt, đó là si mê. Rồi từ si mê sanh ra tham lam, từ tham lam sanh ra nóng giận. Như vậy nó có cái hệ thống rõ ràng. Mà hiện giờ chúng ta thấy cái nóng giận là xấu, thấy cái tham lam mà là xấu, nhưng cái si mê thì không thấy xấu, phải không? Tại vì ai cũng thấy thiệt hết, đâu thấy xấu. Đó là chúng ta đã lầm. Người học Phật là học trí tuệ, là học giác ngộ, cho nên phải thấy đúng như thật. Bây giờ nếu chúng ta biết thân mình duyên hợp là hư dối, biết nó duyên hợp hư dối, thì quý vị sẽ có cái nhìn thế nào với cuộc đời? Thân này là giả, nếu có ai khen nó đẹp, nó quý, thì mình sao? Khen mình cũng cười thôi, đồ giả này mà có gì đáng khen, phải không? Còn nếu ai chê xấu xí, họ khinh miệt mình, thì mình phải sao? Thì đó là trò chơi, đồ giả mà có gì quan trọng, phải không? Như vậy, khen mình không mừng, chê mình không giận, thì quý vị tu hay chưa? Mà cái tu hay từ cái gì mà ra? Từ có cái trí tuệ, thấy đúng như thật, thì trên đường tu chúng ta mới dễ dàng. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe kể các vị Bồ Tát hy sinh thân mình để cứu những loài vật, và hy sinh thân mình để cứu người khổ nạn, thì nghe nói mình hoảng hồn, mình sợ sệt, sao mình dám hy sinh? Sợ dĩ các ngài dám hy sinh vì các thầy ngài thấy nó giả, nó không quan trọng, cho nên hy sinh nó để mà cứu khổ cho người được. Còn giờ mình thấy nó thiệt, nó quan trọng 100%, mà bắt hy sinh chịu không? Người ta hy sinh cho mình chịu, còn hy sinh kẻ khác thì không bao giờ chịu. Đó, đó là cái lý do chúng ta bị cái bệnh chấp ngã, rồi ích kỷ, tham lam. Đó. Cho nên cái người tu Phật phải có trí tuệ, mà đây gọi là trí tuệ bát nhã, nhìn suốt, thấy thấu được cái lẽ thật, từ con người cho tới muôn vật. Chúng ta thấy đúng như thật rồi thì chúng ta tu hành nó rất là thuận tiện, rất là dễ dàng. Còn chúng ta thấy theo cái mê tình thì sự tu hành rất nhiều trở ngại. Tôi hỏi 100 người Phật tử, hỏi quý vị tu khó không, thì 100 người đều nói khó, phải không? Tại sao chúng ta thấy khó? Bởi vì tu là làm cái điều ngược với cái thói quen của mình. Thói quen hay buồn, hay giận, hay thương, hay ghét,
Bây giờ tu vượt bớt cái đó đi thì mình đâu có thấy dễ. Vì vậy mà chúng ta không có thấy sự tu là dễ dàng, mà luôn luôn thấy nó là khó khăn. Giờ đây chúng ta đi sâu hơn một chút nữa, quý vị thấy cái thân này là duyên hợp từ cái không do duyên cha mẹ kết tụ lại, rồi từ đó sữa mẹ hoặc là sữa bò, rồi chúng ta nuôi dưỡng cái thân lần lần nó lớn, rồi lọt lòng mẹ ra được ăn uống vân vân, chúng ta càng ngày càng lớn khôn lên thành người lớn. Thì như vậy cái gốc ban đầu để thành con người nó nguyên từ cái thể, cái tánh không duyên hợp mà có. Bởi duyên hợp mà có thì đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất. Quý vị chịu không? Đó, như bây giờ chúng ta duyên hợp lại thành thân, thì thân này là đất, nước, gió, lửa tụ lại. Trong khi đó thiếu một phần nào thì chúng ta không còn tồn tại. Như vậy thì cái tồn tại của chúng ta là duyên hợp, mà duyên hợp đủ điều kiện cho nó sung túc thì nó còn, thiếu thì nó sắp bại hoại. Như vậy thì có hợp là có tan, nhưng cái tan sớm, cái tan muộn thôi. Thí dụ quý vị thấy những con vật nó chỉ sống một hai ngày rồi chết, thì chúng ta cho nó là những con vật đó giả dối. Còn chúng ta sống mấy chục năm rồi mới chết thì chúng ta cho là thiệt, phải không? Như vậy thì chỉ dài hơn là thiệt, ngắn hơn là giả. Thì quý vị thấy như vậy đúng không? Nếu duyên hợp thì xấu nó rã sớm, tốt nó rã chậm thôi, phải không? Sớm chày nó cũng là phải rã, cũng phải tan. Như vậy thì chúng ta đừng nghĩ cái nó tan rã sớm là giả, còn cái tan rã muộn là thiệt. Cái đó là quan niệm không đúng. Thí dụ như chúng ta có phương tiện cất cái nhà chắc, người khác không có phương tiện cất cái nhà nó dở hơn, xấu hơn và nó tạm bợ hơn, thì cái chắc với cái tạm bợ thì nói cái tạm bợ đó là giả, còn cái chắc này là thiệt, phải không? Nhưng mà cái chắc này rồi có ngày nó cũng phải rã, chỉ khác hơn là khác ở thời gian, chứ không phải chắc mà nó nguyên vẹn suốt muôn kiếp được, mà nó chỉ có một thời gian nào rồi nó mất. Như vậy thì chúng ta phải hiểu thấu cái nghĩa của đạo Phật nói là tất cả pháp do duyên hợp mà thành, mà đã duyên hợp thành cho nên các pháp là không thiệt. Không thiệt là cái lời nói đúng chân lý, còn mình thấy nó thiệt là cái nhìn nông nổi cạn kệch của con người. Như vậy thì duyên hợp không thiệt thì chúng ta cho cái gì là thiệt đó là sai. Nhưng mà ở thế gian thì luôn luôn hỏi cái này thiệt hay giả, thì nếu cái nào mà nó không có đúng tiêu chuẩn thì nó là đồ giả, còn đúng tiêu chuẩn thì nó thiệt, phải không? Thì cái giả thiệt đó nó phải chân lý chưa, nó là tạm bợ thôi. Như vậy thì con người khi hiểu được cái lý bát nhã mà Phật đã dạy rồi thì chúng ta tu hết sức là gần với Phật. Mà gần với Phật thì
chắc rằng chúng ta dễ thành Phật. Cho nên trong Kinh Kim Cang Phật nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nói rằng phàm có cái các pháp có tướng đều là hư giả. Nếu thấy các tướng hiện giờ biết là hư giả hết thì đó chúng ta sẽ thấy Phật. Phật ở đâu? Thấy Phật ở Cực Lạc hay thấy Phật ở đâu? Thấy Phật là thấy được cái tánh giác của mình nó hiện. Vì Phật là giác. Nếu chúng ta thấy các pháp là hư giả, không thiệt, đó là chúng ta đã có trí tuệ. Mà trí tuệ đó sẽ gần với cái giác ngộ. Bây giờ quý vị thấy tất cả sự vật bên ngoài, kể cả thân mình, đều là giả, đều không thiệt, thì lúc đó tâm quý vị có rối loạn, có tham sân si không? Có không? Không tham sân si, lúc đó quý vị có thành thánh chưa? À, người nào mà không tham sân si là bậc thánh, phải không? Như vậy thì thánh với phàm cách bao xa? Thấy thân này thiệt, chấp đuổi theo rồi có tham sân si. Thấy thân này là giả là hết si. Hết si thì hết tham, hết sân. Thì như vậy ai cũng sợ sân, ai cũng sợ tham mà không sợ si. Cứ nuôi cái si hoài mà bảo hết tham sân sao được. Đó, cho nên Phật nhắm ngay cái gốc. Phật chỉ phải biết tất cả pháp là hư dối. Hư dối, thấy đúng như vậy thì chúng ta sẽ thấy Phật. Phật ở gần mình hay xa mình? Hết sức là gần. Chứ không phải ở phương trời nào, phải bao nhiêu năm đi tìm kiếm ở bên cạnh mình mà mình bỏ quên. Rồi lại thêm có một ít Phật tử thuộc lòng kinh Bát Nhã, rồi đọc, tôi chỉ dẫn một câu thôi, đọc là: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì chỉ một câu đó thì quý Phật tử nghĩ chúng ta tu để hết khổ, phải không? Mà giờ nếu soi thấy năm uẩn đều không á thì mình qua hết tất cả khổ nạn. Mà Phật tử chúng ta tụng thuộc Bát Nhã rành, đọc chừng bao nhiêu lần, bao nhiêu bận rồi, bao nhiêu biến rồi, mà khổ nạn qua hết chưa? Khổ nạn, đọc kinh này Phật nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ ách, nhưng mà tụng Bát Nhã mà thấy ngũ uẩn thiệt, phải không? Phật biểu thấy nó là không, mình lại thấy nó thiệt, mà thấy không thì mới độ nhất thiết khổ ách. Còn mình giờ thấy thiệt thì khổ ách muôn đời cũng không hết. Rồi nói sao tụng kinh Phật không linh? Phật dạy tụng là hết khổ, bây giờ mình tụng sao khổ hoài? Đó là cái tu của chúng ta nó không có thấu suốt. Trong đó cái trọng tâm ở chỗ chữ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến là soi thấy năm uẩn, là cái thân này từ xác thịt đến phần tâm hồn nó đều là không thiệt. Soi thấy được như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết. Lời đó có chân lý chưa? Chúng ta ngày nay khổ bởi hai phần. Một phần là chấp thân mình thiệt. Bởi chấp thân mình thiệt cho nên rồi chúng ta đuổi theo dục lạc ở thế gian để thỏa mãn
cái thân thiệt này, mà đuổi theo dục lạc thế gian thì có cái được, có cái không được. Mà nếu được thì vui, không được thì khổ. Nhưng mà có khi được càng nhiều lại càng khổ nữa, chứ không phải là vui. Như vậy thì chúng ta càng đuổi theo dục lạc là chúng ta càng khổ. Đó là nói về thân, là nói về tâm. Thì quý vị lúc nào cũng nghĩ con cái nó không giống mình. Nếu nghĩ con cái không giống mình cái giận, phải không? Mà thưa quý vị, giống mình là giống cái gì đó? Giống cái gì? Giống cái ý, giống thói quen của mình, phải không? Thói quen của mình thế đó cũng bắt nó giống, rồi ý kiến của mình thế đó cũng biết nó giống, bắt nó giống. Nhưng mà cái ý mình có là chân lý chưa? Xin hỏi quý vị, cái ý mình nghĩ có chân lý chưa? Chưa chân lý mà bắt người ta giống là sao? Phải không? Cái chưa phải chân lý mà bắt người ta giống có phải là xua người ta đi theo cái lầm lạc của mình sao? Vậy mà luôn luôn mình nghĩ thế này, nếu ai nghĩ khác mình, phản đối cái nghĩ của mình thì quý vị giận không? Trăm người như một đều giận, phải không? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, cái nghĩ mình chân lý chưa thì không ai dám nhận là chân lý hết. Như vậy thì mình nghĩ chưa phải chân lý mà bắt người ta phải theo mình thì quý vị nghĩ làm sao? Mình có độc tài không? Vậy mà ai cũng ghét độc tài. Nghe nói độc tài cái mình chê, mình phản đối, mà chính mình là người độc tài hơn ai hết. Đó. Ở trong gia đình, người chồng nghĩ ra một lý lẽ nào đó để nói rằng cái lý lẽ của mình là đúng, là hay. Nếu vợ con mà phản đối lại thì sao? Thì sừng sộ liền, phải không? Không có yên, phản đối ngay. Rồi nếu người vợ mà có một ý kiến gì nói là hay mà chồng phản đối thì cũng sừng sộ liền. Như vậy thì chúng ta khổ vì cái chấp sai lầm, bởi vì cái nghĩ của mình á là cái nghĩ tạm thời, nghĩ theo những cái gì mà mình kinh nghiệm đã qua, mà cái kinh nghiệm đã qua đem ứng dụng với cái sắp đến, chấp gì đã đúng, phải không? Như hôm qua chúng ta thấy trời mưa thì chúng ta nói ngày nay cũng mưa, thì nói vậy cũng đúng phần nào. Mà nhưng ngày hôm qua mưa khác, bữa nay mưa khác, phải không? Có khi hôm qua mưa trọn ngày, có khi ngày nay lại mưa phân nửa thôi. Nó không chắc gì như cái mình thấy hôm qua. Vậy mà khi nghĩ cho cái nghĩ mình đúng rồi, ai phản bác lại thì giận, thì tức. Quý vị thấy có phải là cái người biết tôn trọng lẽ thật không? Như vậy thì đâu phải một người, mà tất cả đây có ai mà nghĩ mà bị bác không giận không? Nếu không giận đưa tay tôi coi. Chắc ít lắm, cao lắm là một hai người, phải không? Trong số trăm người, hai trăm người mà chỉ có một hai người dám đưa tay thôi, còn bao nhiêu đều không dám đưa tay hết. Thì để biết rằng cái đó là cái thói quen, là cái lối nhìn chung của tất cả, chứ không phải riêng ai. Như vậy thì ngày nay chúng ta học Phật, học được cái giáo lý chân thật, thì chúng ta phải làm sao? Phải soi thấy năm uẩn không? Năm uẩn là thân sắc uẩn, tức là tứ đại, rồi thọ tưởng hành thức, tức là cái tâm sinh diệt của mình,
Thọ là cảm giác, tưởng là suy tưởng, hành là suy tư, rồi tới thức là phân biệt. Những cái đó là một dòng tư tưởng sanh diệt, nó không có thiệt mà mình ngỡ nó là thiệt. Rồi từ chấp cái thân thiệt dành nhau vật chất, rồi chấp dấp cái tâm suy nghĩ mình là thiệt, rồi chống đối nhau dành phần đúng về mình, do đó mà cái thế gian đau khổ tràn trề. Bây giờ biết thân này không thiệt, cái suy nghĩ, cái phân biệt của mình cũng không thiệt, thì khổ nạn nào mà không qua? Qua không? Như vậy lời Phật nói đâu có trái, đâu có phải nói suông, nói một lẽ thật mà Phật tử không có làm tới nơi. Tụng Bát Nhã thì tụng thuộc lòng chữ thôi, còn cái ý nghĩa trong kinh không biết gì hết, cứ tụng nhiều biến Phật chứng cho mình có phước, phải không? Cứ như vậy. Mà chúng ta tu là cốt làm sao thấy được lẽ thực của Phật dạy, biết được cái chân lý Phật giải bài cho chúng ta hiểu, thì như vậy mới là tu. Nên trong kinh Bát Nhã thì có chia ra làm ba phần: Bát Nhã, văn tự Bát Nhã, rồi chiếu kiến Bát Nhã, rồi thực tướng Bát Nhã. Thì văn tự Bát Nhã thì đó là quý vị học lòng chữ nghĩa là thuộc. Rồi chiếu kiến Bát Nhã tức là dùng trí tuệ soi xét cái thân năm uẩn không thiệt, thì đó là chiếu kiến Bát Nhã. Rồi từ chiếu kiến Bát Nhã nó mới đưa mình tới thật tướng Bát Nhã. Cho nên soi thấy năm uẩn đều không, thì đó là chúng ta qua hết khổ nạn. Hay như kinh Kim Cang hồi nãy tôi dẫn, thấy tất cả pháp không thiệt thì thấy được Phật, tức là lên tới bờ giác. Như vậy thì chỉ một bài kinh ngắn đó, chúng ta sống đúng, tu đúng là chúng ta đã giác ngộ rồi. Còn ngày nay chúng ta tu học kinh thật nhiều, bộ này hết bộ kia hết bộ nọ, mỗi đêm tụng một hai phẩm liên miên như vậy, mà tụng thì tụng, khổ vẫn khổ hoài. Là vì chúng ta tu bằng cái văn tự, chứ không phải tu bằng cái trí tuệ soi xét. Đó là cái chỗ sai lầm của chúng ta. Như vậy thì quý vị biết chữ tánh không là cái không sẵn trước khi mọi vật sinh ra. Nhưng mà có Phật tử lại nghi, trong kinh Bát Nhã lại nói thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vân vân. Như vậy chữ không tướng đó với cái tánh không có khác không? Đó là một cái chỗ tôi muốn nói cho quý vị hiểu. Bây giờ cái nhà này khi chưa xây dựng thì đó là một khoảng đất trống, thì cái trống sẵn đó là gọi là tánh không. Khi xây dựng cái nhà này rồi thì nó trở thành có. Có là duyên hợp hay là duyên khởi nó có, nhưng trong cái có đó nó vẫn có cái không. Cái nhà này sử dụng được là nhờ cái gì? Nhờ nó trống ở trong, phải không? Chứ nếu xây mà nó bít hết thì nó không thành cái nhà. Muốn thành cái nhà thì ngoài có vách, trên có mái, xung quanh có cột, nhưng ở giữa phải trống. Mà cái trống ở này có phải là không không? Trống này cũng là không. Cái trống sẵn ở trước gọi là tánh không. Cái trống này là đối với vách, đối với cột, đối với mái. Mái nhà, vách nhà, cột thì có, mà chỗ này không có thì gọi là không. Thì không này là đối với có mà nói,
cho nên gọi là tướng không. Cái này là tướng có, không có gì hết gọi là tướng không, phải không? Như vậy kinh Bát Nhã chữ tướng không đó là chỉ cho cái không nằm trong cái có đối đãi, còn cái tánh không là chỉ cho cái không sẵn có từ thuở nào, bây giờ duyên hợp mới thành có. Trong cái có nó sẵn có cái không, và cái không trong cái có là cái không đối đãi. Bây giờ cái không trong khoảng nhà này nó là cái gì? Gọi là tướng không. Mà tướng không thì nó có thuộc về tất cả gì không? Tướng không có cái pháp, không sanh không diệt. Cái không này có sanh diệt không? Nó không có sanh diệt. Nó về chúng ta có cái nhà, có cái tấm vách thì thấy nó có trắng, phải không? Khác với cái không ở ngoài. Nhưng mà khi chúng ta dỡ ra rồi nó sao? Thì nó cũng là cả một cái không chung thôi đó. Như vậy thì cái không nó không phải gì hết, cho nên không sanh không diệt, không nhơ không sạch vân vân. Có đúng vậy chưa? Rồi cho tới không tất cả cái gì mà ở trong giáo lý nói. Như vậy thì trong cái nhà nó có cái không, trong con người chúng ta có cái không không? Cái không ở đâu? Lỗ mũi nó không trống mà chắc chúng ta chết ngạt, phải không? Miệng không trống chắc chúng ta nhịn đói. Như vậy thì trong con người chúng ta cũng không. Bây giờ nếu dùng kiếm hiển vi mà rọi thấy lỗ chân lông chúng ta trống trống hết, phải không? Cả thân hình chúng ta đều có cái không lẫn ở trong đó hết. Nếu không có cái không là chúng ta không sống. Như vậy thì cái nhà có cái không chúng ta dùng mới được, thân này có cái không chúng ta mới sống được. Tất cả sự vật đều như vậy hết. Rồi trong cái cây có cái không không? Nếu không có không, không có trống ở trong, làm sao mới rút nước lên được? Như vậy thì cái gì sống đều có cái không ở trong hết. Như vậy thì trước khi chưa có cái nhà nó là không, trong khi có cái nhà nó cũng đã có cái không ở trong, và sau khi cái nhà hoại thì nó cũng trở về không. Quá khứ không, hiện tại cũng có không, vị lai hoàn toàn không. Thì cái đó thiệt được không? Giờ quý vị kiểm thật kỹ coi, thiệt được không? Nếu trước mà nó có luôn cho tới muôn đời thì cái đó mới gọi là thiệt. Này trước là không, rồi duyên hợp tạm có, trong cái tạm có nó cũng trước cái không ở trong, rồi cái giả tan cho thành không nữa. Thì như vậy trước không sau không ở giữa cũng là có cái không, thì cái không nó trùm hết. Như vậy thì cái tướng duyên hợp này là cái tướng hư giả tạm bợ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tất cả cái mà chúng ta ngỡ là thiệt đó quả tan là giả, phải chưa? Như vậy cái đó giả thì chúng ta nên trọn đời cung phụng nó, hay chúng ta nên mượn nó để làm việc gì cao thượng hơn, phải làm sao? Nên tôi thường ví dụ cho nói như chúng ta qua biển, rồi lỡ thuyền nó chìm, thì chúng ta bơi ra một chút, gặp cái khúc gỗ mục nó trôi, thì ôm khúc gỗ mục chúng ta không chìm. Thì khi ôm khúc gỗ mục, chúng ta biết là khúc gỗ mục, mượn nó để chờ kêu cứu, hoặc mượn nó để bơi tận vô trong bờ, thì đó là khôn. Còn nếu ôm gốc, cái gốc gỗ mục mà mình nói nhờ gốc gỗ mục này mình không chết đuối, bây giờ thôi ráng đeo nó cho cứng, giữ cho nó đừng có bể, đừng có rã, đeo hoài mà không chịu bơi,
không chịu kêu cứu thì người đó khôn hơn. Thì như vậy quý vị kiểm lại chúng ta khôn không? Thân này như khúc gỗ mục vậy, nó rã bất cứ lúc nào mà được bám vào đó luôn à, không lo mượn nó để bơi vô bờ, không lo mượn nó để kêu cầu cứu, cứu vớt, mà cứ ghì nó mãi, đeo nó mãi, chờ ngày nó rã. Thì đó là một việc làm thật là không có sáng suốt, phải chưa? Hay là nói khác hơn chút là không gì, không có khôn ngoan, phải không? Vậy mà chúng ta, quý vị thấy chúng ta có đang đeo nó không? Hài lòng với cái khúc gỗ mục này không? Đang đeo hài lòng với nó mà không lo gì hết trơn. Đó, đó là cái yếu, cái dở của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết tựa vào mà biết rõ bản chất của nó, để nương nó đi tìm một cái lối, một cái hướng được thoát khỏi cái chết chìm. Đó là người tu, biết tu, sớm tu để thoát khỏi sanh tử, thì đó là cái khôn ngoan. Cho nên chúng ta nghe Phật nói các pháp là hư giả, thân này là hư giả, vân vân, thì quý vị nghe, quý vị có thấy cái lối nhìn đó là bi quan không? Bi quan không? Giả quá, chán hết, muốn làm gì, phải không? Nó thiệt mới hăng làm chứ, nó giả quá làm để làm gì? Đó là cái nhìn của thế thường. Nhưng cái người biết được ấy, vì thấy các pháp là hư giả, thân này là hư giả, cho nên trong cái giả mà ai đó cứ lầm ngỡ là thiệt, rồi tranh hơn tranh thua, làm khổ cho nhau, không muốn, không biết được cái lối nào thoát, thì nỡ để yên vậy không? Hay là phải khuyên, phải giải cho họ biết đừng làm như vậy, cái đó là cái tạm, không giá trị gì, chúng ta phải tìm cái cao thượng hơn, quý báu hơn, để dẫn dắt họ ra khỏi cái mê lầm đó. Như vậy đạo Phật nói giả mà chư Bồ Tát cứ lăn xả vào trong đời để cứu độ chúng sanh. Chứ nếu nó giả mặt tình, kể nó đồ giả mà, phải không? Nó làm gì nó làm. Không, thấy giả mà người ta mê cho là thiệt, cho nên Bồ Tát phải đến, phải giáo hóa để biết rằng chúng ta còn có lối thoát, thoát khỏi cái giả đó để đi tới cái chân thật, chứ không nên bám vào cái giả đó, tự hài lòng, tự thỏa mãn, rồi khổ muôn đời. Đó là cái tinh thần của chư Bồ Tát. Thương chúng sinh là thương ở chỗ đó. Nên cái câu này tôi nhắc mãi, Phật dạy rằng cái khổ bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ đói khát chưa phải là khổ. Cái khổ làm súc sanh mang cài, mang ách kéo cài cái xe chưa phải là khổ. Chỉ si mê không biết lối đi mới là khổ. Như vậy Phật cho cái khổ lớn nhất là cái khổ si mê. Bởi vì làm tội đọa xuống địa ngục, chịu tội hết thì được trở lên, là gây tội bị đọa làm ngạ quỷ, hết tội được sống trở lại làm người. Còn làm trâu bò dê ngựa thì ít chục năm, 7 năm, 5-10 năm nó cũng chết, cũng hết. Chỉ có cái si mê
cứ lao mình trong cái mê lầm, đi sâu trong mê lầm, không biết chừng nào ra được. Đời này kiếp nọ liên miên không dừng, cái đó mới là cái đáng sợ nhất. Như vậy thì chúng ta hiện giờ sợ cái không đáng sợ, sợ địa ngục, sợ ngạ quỷ, sợ làm súc sanh, mà không sợ cái si mê của mình. Có phải vậy không? Chúng ta không sợ cái si mê của mình, mà chính cái si mê mới là cái nguồn, là cái gốc để đưa mình trong đi vào sanh tử liên miên không dừng. Đó là cái chỗ mà Phật thương, Phật cứu vớt là vậy. Như vậy thì quý vị thấy lý của Phật dạy các pháp tánh không duyên khởi, mà đã tánh không duyên khởi thì cái do duyên hợp thành đó thì phải, chúng ta phải nhìn nó bằng cách nào cho đúng. Cái gì nhân duyên hòa hợp mà thành thì phải nhìn nó làm sao? Nhìn nó là tạm bợ, là hư giả, phải không? Đó. Cho nên trong luận sẽ dẫn cái bài kệ Phật dạy tất cả các pháp do nhân duyên sanh, mà đã do nhân duyên sanh thì phải nhìn, phải thấy nó như quyển như hóa, nó không thiệt. Thì cái gì duyên sanh thì không thật, mà thấy không thật, mà thấy không thật là đúng hay sai? Chúng ta có hai cái bệnh. Một là chấp thật, cái đó thật hay không, hoặc là thật hoặc là không. Hỏi cái gì, hỏi cái đó có thật không, phải không? Chỉ trả lời bằng nó là thật hoặc nó là không thì họ chịu, chứ nói cái đó giả thì không chịu, phải không? Nói cái đó là có thật hoặc nói cái đó là không ngơ, còn nói giả thì không chịu. Nhưng mà cái cuộc sống chúng ta đây nó không phải thật hẳn, mà nó cũng không phải không ngơ, vì hiện giờ chúng ta đang có, mà chỉ phải thấy rằng cái hiện có của chúng ta là có tạm bợ, có giả dối. Cho nên trong kinh thường dùng hai cái thí dụ. Cái thí dụ thứ nhất là Phật nói như đêm rằm ở dưới có cái hồ trong, ở trên có trăng, người đứng bên cạnh hồ nhìn dưới đáy hồ thấy cái gì? Thấy mặt trăng. Bây giờ có người hỏi mặt trăng nó thật hay không, thì trả lời sao? Thật có hay là không, thì trả lời sao cho đúng chân lý? Nghĩa là nếu mà nói không á thì rõ ràng mắt thấy, còn nếu nó thật thì đưa tay vớt cái có không. Như vậy thì chỉ trả lời đúng nhất là nó không thật, cũng không phải không, chỉ là cái bóng thôi, phải không? Cái bóng thì cái bóng nó là tạm bợ, là hư dối. Đủ duyên thì nó có, trên có mặt trăng dưới có hồ trong thì thấy có bóng mặt trăng, thì bóng đó là cái giả chứ không phải không. Thân này chúng ta cũng vậy, hiện giờ đâu thể nó không ngơ được, có ăn có mặc có nói năng đủ thứ, không phải không. Nhưng mà đừng ngỡ rằng thật có, phải không? Đừng ngỡ rằng thật, không biết nó là giả mà ngỡ là thật thì đó là thấy sai lẽ thật. Mà thấy sai lẽ thật đó là si mê đó. Như vậy cho nên chúng ta học Phật là học trí tuệ, mà trí tuệ thì không cho chúng ta thấy một cách sai lầm như vậy. Như vậy thì tất cả các sự vật ở trên thế gian này chúng ta phải thấy nó bằng cách nào cho đúng?
thì chắc phải dẫn kinh Kim Cang, bốn bài kệ Phật nói đó: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp có sanh có diệt trên thế gian này, nó chỉ là như giấc mơ, nằm mộng, giấc mộng, như thì vật quyển quá, như là bọt nước, như là cái chớp, vân vân. Nó không có thiệt, nó không có thiệt, mà luôn luôn mình phải thấy đúng như vậy. Thấy đúng như vậy là chúng ta thấy được là thật, thấy được chân lý. Còn nếu thấy ngược lại là không thấy đúng là thật. Bởi vậy cho nên trong kinh Kim Cang, Đức Phật thường dụ, nói giả sử có người đem của bảy báo nhiều bằng hòn núi Tu Di để đi bố thí, phước không bằng người tụng bốn câu kinh Kim Cang. Tại sao vậy? Bởi vì cái của báo đem bố thí đó đối với thế gian cho rất nhiều, nhưng mà Phật thấy nó là cái tạm bợ, có rồi nó mất, hiện thấy thiệt nhưng mai kia nó cũng tan hoại. Còn bốn câu kinh Kim Cang là cái trí tuệ thấy đúng như thật. Thấy đúng như thật thì cái đó mới là cái phước lâu dài, mới đúng cái ý nghĩa khi nãy tôi nói, chỉ thoát khỏi cái mê lầm, cái đó mới là cái người sáng suốt. Còn nếu sợ những cái khổ tầm thường thế gian, chưa phải là người sáng suốt. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên chúng ta học kinh, hiểu kinh phải thấy đúng với lẽ thực. Nhiều khi quý Phật tử tụng kinh Kim Cang nghi ngờ, sao mà bố thí thân này nhiều như số cát sông Hằng mà không bằng trì bốn câu kinh Kim Cang, nghe nó vô lý quá, phải không? Mà thực tình chúng ta dầu bỏ bao nhiêu thân mạng này mà vẫn còn ở trong mê, thì quý vị biết mình sẽ bỏ chừng bao nhiêu lần nữa? Không biết bao nhiêu lần nữa. Còn nếu mình trì bốn câu Kim Cang, tức là hiểu thấu được bốn câu kinh Kim Cang hay là một bài kệ kinh Kim Cang, biết rõ các pháp là hư dối, thân này là tạm bợ, thì đó là cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ đưa ra mình khỏi sanh tử thì đó mới là cái cứu mình muôn đời. Như vậy thì cái chúng ta thấy hết sức khó làm là bố thí thân. Phật còn cho rằng bao nhiêu cái bố thí thân không bằng trì bốn câu kinh Kim Cang, mới nghe ai cũng hoảng hốt. Kinh đó có cái giá trị gì cao lắm vậy? Không có gì khác là trí tuệ. Vì bốn câu kinh Kim Cang thâm nhập được là chúng ta có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì chúng ta hết mê lầm, mà hết mê lầm thì hết sanh tử. Cái đó mới là cái cứu kính, mới là cái chân thật. Chứ còn bố thí cúng dường bao nhiêu đi nữa cũng đều là cái trong sanh diệt thôi, tạm có rồi mất, tạm được rồi mất, không có phải là cái chân lý cứu kính. Đó để cho quý vị hiểu rõ cái lý của Bát Nhã. Vì vậy mà chúng ta tu phải thâm nhập được cái lẽ thực của Phật dạy là trí tuệ Bát Nhã. Hiểu được cái đó rồi thì cuộc đời tu hành của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, mà kết quả rất tốt. Còn không hiểu như vậy, chúng ta cứ tu bao nhiêu công phu mà rồi kết quả không được bấy nhiêu. Vì vậy mà tôi muốn nhắc cho quý vị hiểu, tới cái tánh không duyên khởi này chúng ta thâm nhập được thì chúng ta sẽ không còn bị mê lầm. Mà nhớ cái gì là duyên khởi? Là hư dối, không phải không, không phải thật có. Tất cả các pháp giữa thế gian này
chúng ta nhìn với con mắt trí tuệ, không chấp nhận nó thật không, không chấp nhận nó thật có. Nếu chấp nhận thật không thì đó là một sai lầm. Chấp nhận thật có đó là một sai lầm. Nhưng bây giờ trong hai sai lầm đó, chúng ta mắc vào cái gì? Cái thật có, phải không? Bây giờ quý vị ngồi kiểm lại, ông bà tổ tiên chúng ta ngày xưa bao nhiêu đời, bây giờ kiếm một vị còn có mặt đây được không? Như vậy thì những người trước chúng ta, ông bà tới, cha mẹ từ từ ra đi hết, thì các ngài có trong một thời gian rồi đi mất, chứ đâu có còn. Có rồi mất là thiệt hay giả? Bây giờ chúng ta có đây rồi mất không? Thì cũng sẽ giả, sao mình không chịu giả? Đó là một cái trái với lẽ thật. Vì vậy mà chúng ta phải nhìn cho tường tận, cho thấu đáo. Cho đến hiện tại, quý vị thấy, kiểm lại những người quen thuộc với chúng ta mà chúng ta biết, chúng ta thân cận đó, có còn sống trọn vẹn trăm người không? Biết trăm người còn trọn trăm người không? Cũng bị mòn mất một phần nào. Thì như vậy, những người ngang mình mà đã mất thì mình sao? Mình cũng sẽ mất. Vậy mà cứ còn cho mình thiệt hoài, nó vô lý làm sao, phải không? Một cái thật trăm phần trăm ở trước mắt mà không chịu nhận thì cứ ngỡ mình là thật. Chừng nào thở hấp hối chừng đó mới biết chắc giả rồi. Nó biết cái là muộn quá, làm sao trở tay kịp. Cho nên chúng ta phải thấy được cái gốc, cái chỗ nguồn cội của mê lầm, để rồi chúng ta chuyển thành một con người giác ngộ. Như vậy thì tu Phật, Phật là giác ngộ. Cho nên ngài nói những lẽ thật, nhưng lẽ thật của ngài nói nó trái với cái phàm tình của chúng ta. Cho nên rồi ai cũng nói đọc sách Phật khó hiểu quá. Khó là tại sao? Tại vì ngược với cái nhìn của mình hết. Đó, rồi tôi chỉ cho quý vị thấy. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu được cái tánh không duyên khởi, thì chúng ta hiểu được các pháp thế gian là không thật. Biết rõ nó như vậy, bản chất nó là không thật. Không thật chứ chẳng phải không có, có mà không thật. Biết như vậy rồi, để chúng ta mới bớt được tham sân si. Mà bớt được tham sân si thì trên đường tu chúng ta mới tiến tới giải thoát được. Còn nếu mà không biết như vậy, dù quý vị dụng công bao nhiêu, cầu giải thoát cũng không thể giải thoát nổi. Đó là cái lẽ thật. Nên người học Phật đêm nào tụng kinh thì đều dạy quý vị phải tụng Bát Nhã, để nhớ, để thấy được cái trí tuệ đó mà mình ứng dụng tu. Chứ không nên đi mãi, tìm mãi cái mê lầm của chúng ta hiện nay. Đó là tôi nói về cái tánh không duyên khởi. Như vậy thì cái tánh không duyên khởi với cái chư pháp không tướng trong kinh Bát Nhã có khác không? Không thì không khác, nhưng mà cái không sẵn và cái không đối đãi với có, phải không? Đó, cái khoảng không này đối với có. Còn cái không, từ không mà mới xây dựng được, nó khởi, nó thành cái nhà, thì cái không đó là cái không trước, không sẵn, thì gọi là tánh không. Rồi còn đối với cái tướng có, vẫn hàm chứa cái không ở trong, thì không đó gọi là tướng không của các pháp. Đó. Như vậy thì quý vị hiểu chữ tướng không các pháp chưa? Cũng dễ hiểu, không có khó. Bây giờ tới một phần nữa là khi hiểu được các pháp tánh không rồi, do duyên khởi mà có, thì chúng ta phải thấy nó như thế nào? Thường thấy nó như thế nào? Thấy nó như mộng,
như quyển, như bọt, như bóng, phải không? Quý vị chịu không? Cuộc sống này 5-70 năm, nếu mà tới phút chót nhớ lại thì như cái gì? Như giấc mộng, có gì đâu. Bao giờ chúng ta nằm mộng mà đang mộng á, thì có biết cái mộng nó là thiệt hay giả không? Thì mộng thì cứ ngỡ nó thật 100%, nhưng mà khi vừa tỉnh lại thì biết cái mộng nó mới là giả. Cũng như vậy, trong khi chúng ta đang sai với cuộc sống mê lầm này thì chúng ta thấy nó thiệt 100%, nhưng khi chúng ta thức tỉnh được rồi mới biết nó là giả. Rồi khi biết nó là giả thì mọi cái đắm mê, mọi cái giành giật nó đều theo đó mà hết. Như vậy thì biết các pháp duyên hợp hư giả thì chúng ta được cái lợi ích gì? Hết cái si, hết si thì bớt tham, bớt tham thì bớt sân, phải không? Tham sân si theo đó hết. Mà hết tham sân si thì chúng ta thánh rồi. Dễ làm thánh hay khó? Nói thì rất dễ đó, mà ai cũng thấy khó. Như vậy chỉ cái đi đầu là cái thấy các pháp không thiệt. Từ thấy các pháp không thiệt thì chúng ta bớt tham, bớt sân, chắc chắn 100%. Bởi vậy tôi hay nói, tất cả cái gì mà người ta nói nặng, nói nhẹ mình, nghe cái mình nổi giận là tại sao? Tại mình cho mình thiệt, lời nói đó thiệt, phải không? Cho nên đời xúc chạm danh dự mình nổi nóng. Còn giờ biết mình không thiệt, mình không thiệt, lời nói có thiệt đâu. Thì lời nói không thiệt có xúc phạm cái gì? Danh dự mình ở chỗ nào? Ở trên đầu hay là ở lỗ tai? Thiệt là mình tự tưởng thôi, rồi mình đặt ra, rồi tranh hơn, tranh thua, giận hờn, thù oán đủ thứ hết. Đó là đau khổ. Còn giờ biết cái lời nói là hư dối, mình là hư dối, lời nói hư dối, giận thù làm cái gì? Đó, thì quý vị thấy dễ tu chưa? Rất là dễ. Mà chỉ có cái mấu chốt đầu đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mình nhìn thấy thân này là thiệt, sự vật là thiệt, đổi lại thấy thân này là giả, sự vật là giả, cái đổi lại đã tốn chừng bao nhiêu thời gian? Chỉ đổi cái nhìn thôi à, à thiệt đổi qua giả liền đó, không có một cái gì hết. Vậy mà chúng ta không chịu đổi, cứ bám cái cũ đó hoài. Mà cái cũ là cái mê lầm, cứ bám nó hoài mà đòi tu thành Phật, phải không? Bám vào cái mê mà đòi tu thành Phật là giác sao được. Bây giờ chúng ta phải chuyển từ từ cái mê thành cái giác thì cuối cùng ta mới thành Phật được chứ. Đó là cái chỗ rất là thiết yếu. Cho nên Lý Bát Nhã không phải nói tánh không, tướng không để mà biết suông, mà nói vậy để chúng ta biết thân này là giả, cảnh đời là giả. Mà thấy nó giả rồi thì chúng ta tiêu hết tham sân si. Như vậy đó là cái bước nhảy vọt của người tu. Còn nếu ôm nó cho là thiệt thì trì tụng mấy chục năm, mấy trăm năm cũng là có phước rồi, sanh được trở lại sung sướng hơn. Rồi sung sướng hơn thì cũng mấy chục năm rồi đi tuốt, phải không? Chứ có ở đây hoài đâu. Còn cái thật của mình đó mà mình không chịu thấy, mình không chịu biết, thì cái đó là cái thiệt thòi lớn lao. Đó là cái ý nghĩa tánh không dương khởi của nhà Phật. Nhưng bây giờ bước sang cái thứ hai là cái chân không diệu hữu. Đó. Bởi vì chúng ta thường nghe nói chân không diệu hữu. Mà chân không là cái gì chân không? Ngày đây tôi dẫn lại cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng khi trình với Ngũ Tổ.
để ngược lại với bài kệ của Ngài Thần Tú, thì Ngài nói minh cảnh dược phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Cái câu bản lai vô nhất vật, Lục Tổ chịu câu, Ngũ Tổ chịu câu đó, phải không? Bản lai, bản là xưa, lai là nay, không một vật thì chỗ nào dính bụi bặm lau chùi đó. Thì như vậy cái câu đó nó là giá trị thế nào? Như bây giờ chúng ta tu, hoặc là niệm Phật, hoặc là tọa thiền. Niệm Phật thì Kinh Di Đà đòi hỏi chúng ta phải niệm tới nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn, chỉ còn một tâm chứ không còn có những cái nghĩ lăng xăng nữa. Mà cái nghĩ lăng xăng lâu nay chúng ta cho là tâm mình. Ai cũng như ai, tôi nghĩ thế này, tôi tưởng thế kia, tôi phân biệt thế nọ, vân vân. Cái nghĩ suy phân biệt thương ghét vân vân là tâm mình. Quý vị chịu không? Chịu cái đó là tâm mình chưa? Nếu chịu thì có mấy cái lỗi. Quý vị thấy mình từ cha mẹ sanh ra cho tới ngày mình nhắm mắt là một hay là nhiều? Một hay nhiều? Chỉ là một. Mình là một. Mà giờ thương cũng mình, ghét cũng mình, giận cũng mình, rồi quán thù cũng mình, vân vân. Cái gì nghĩ như vậy đều cho là mình hết. Như vậy mình là mấy? Mấy cái mình lắm? Bao nhiêu cái mình? Như vậy mình cán một lố tạp nhạp, thấy không? Đó, đó là một cái lầm lẫn. Vì cái buồn, thương, giận, ghét, phân biệt vân vân chỉ là một cái khởi nghĩ suy, rồi thành ra buồn, thương, giận, ghét, rồi qua cái nó mất, rồi cái khác khởi lên. Như vậy cái đó là một cái tướng sinh diệt. Sinh diệt còn nhanh hơn cái sự sinh diệt của thân này nữa. Mà làm sao nó là thiệt? Mà chấp cái đó tâm mình thiệt. Như vậy ngoài thì chấp thân, trong là chấp tâm, cho đó là thiệt. Mà với con mắt Phật, Phật thấy không phải thiệt, không phải thiệt mà mình nói nó là thiệt. Rồi dành khôn, dành giải, ôi đủ thứ dành, khổ sở với nhau. Bây giờ muốn hết cái chấp đó thì phải làm sao? Bắt niệm Phật hoài, niệm cho tới nhất tâm bất loạn, cái tất cả cái nghĩ hết trơn. Hết cái nghĩ rồi, rồi chừng đó mới thấy Phật Di Đà, thánh chúng tới đón mình. Đó, thì đó là nói Kinh Di Đà. Còn nói theo Thiền Tông thì tất cả cái nghĩ chúng ta phải biết nó là hư dối, vọng tưởng, bỏ nó đi. Bỏ chuyện nào không còn một niệm nào nữa thì lúc đó hết mình chưa? Nếu không còn nghĩ cái gì, lúc đó còn mình nó hết mình. Còn hay hết? Người còn người hết không biết ai chúng. Khi không còn một cái nghĩ gì hết đó thì hết cái vọng tưởng, chứ không phải hết mình. Đừng nói hết mình. Bây giờ tôi nói thí dụ gần nhất cho quý vị. Quý vị thử nghiệm có chừng 1-2 phút nào quý vị ngồi chơi không có một niệm nào trong đầu hết. Lúc đó gió thổi quý vị có nghe không? Chim kêu quý vị có nghe không? Tất cả tiếng động xung quanh có nghe không? Có người đi ngang quý vị có thấy không? Như vậy thấy là biết, nghe là biết, thì mình hiển tiền. Đâu đợi cái nghĩ mới có mình, phải không? Vậy mà lâu nay chúng ta lầm mê cho cái nghĩ là mình, rồi bỏ quên cái hiện tiền biết mà không nghĩ đó, bỏ quên nó luôn. Thì cái có nghĩ là những cái tướng sinh diệt liên miên tạm bợ,
mà cho đó là mình. Còn cái không nghĩ mà biết đó, nó hiện tiền từ khi có thân này cho tới ngày nhắm mắt mà mình không biết. Cho nên Phật bắt mình tu là để dừng cái suy nghĩ đó, đừng nhận nó là mình nữa. Cho nên ngồi thiền để làm gì? Để định. Định cái gì? Định cái loạn tưởng đó, nghĩ bậy, nghĩ bạ, nghĩ tới, nghĩ lui đó, dừng nó hết xuống thì gọi là định. Mà chừng định được rồi á, thì mới có cái trí tuệ chân thật hiện ra. Còn nếu chưa định thì không có cái trí tuệ đó, bởi vì nó phủ hết trơn, làm sao có trí tuệ được. Như vậy thì quý vị mới biết được cái chủ trương tu của Phật. Phật dạy tu là để định. Mà chính Ngài ngồi thiền định với cổ Bồ Đề, nhờ định đó Ngài mới giác ngộ. Thì bây giờ Ngài dạy chúng ta cũng vậy. Định, vì đặt câu hỏi định là định cái gì? Là định tất cả cái nghĩ suy, phải không? Nghĩ suy đó gom lại một chữ là vọng tưởng hư dối, không thiệt. Nó là cái hư dối không thiệt, đừng chạy theo nó. Vỡ rầy biết rồi cái nó lặng. Nó lặng tới bao giờ không còn một niệm nào hết thì gọi đó là định. Khi định rồi thì cái tướng thật của tâm mình hay là cái thể thật của tâm mình nó hiện tròn đủ, thì cái đó mới là chân thật. Là cái đó là xưa nay nó không có một vật. Tại sao? Bởi vì nó là nguyên vẹn, không có một cái niệm, không có một cái nghĩ nào hết. Một niệm, một cái nghĩ là một vết nhơ cái tấm gương tâm. Cho nên Ngài Thần Tú Bảo mình phải chùi nó đó, cho những cái niệm nghĩ đó nó hết. Mà Lục Tổ nói tấm gương đó nguyên nó là trong suốt. Bây giờ biết nó cái thể là trong suốt, không có cái gì che phủ nó được. Chỉ chẳng qua mình mê lầm, mình nhận cái giả dối, mình theo nó, cho nên mình mới bị che phủ. Bây giờ biết nó là thiệt, biết nó không có cái gì che phủ, cái thể nó là trong sáng, thì đó là biết cái bản lai vô nhất vật. Xưa nay nó không có một vật, tất cả cái che nó không phải là thiệt. Cho nên Ngài Thần Tú nói rằng lau gương thì gương mới sáng. Cũng như chúng ta hiện giờ cứ thấy cái mặt gương bị nhơ thì phải sao? Nói gương nó tối rồi, lau cho nó sáng, phải không? Cứ nói lau gương mà không ngờ lau bụi. Nguyên gương là sáng, rồi bụi nó phủ thành tối. Bây giờ muốn sáng thì lau gương, nhưng mà thiệt ra đó là lau bụi, chứ gương có thể nó là sáng. Như vậy thì chúng ta thấy bụi phủ lấp cái gương gọi là gương tối, phải không? Mà nói đó đúng là thật chưa? Nếu nói vậy thì đúng là bà con như Ngài Thần Tu. Cho nên đợi lau nó mới sạch đó, mới sáng. Còn nếu bụi phủ mấy lớp cũng được, mà biết nguyên cái thể gương là sáng, còn cái tối là tại bụi, thấy không? Như vậy chúng ta lau bụi chứ không phải lau gương. Lau sạch bụi thì gương nó sáng, sáng từ thở nào, chính khi bụi phủ nó cũng còn sáng, nó sáng ngầm ở trong thôi. Giờ quý vị thấy ai nói tọt? Nếu mà nói gương tối thì đó là nói sai. Cho nên Ngũ Tổ không chịu, đại lao nó mới sáng, không được. Bản chất gương là sáng, thì chính cái thấy đó là thấy của Lục Tổ. Vì vậy mà nói câu đó thì Tổ nhận liền. Như vậy tâm chúng ta, cái tâm thể nó là trong sáng, vì những cái nghĩ suy lăng xăng buồn thương giận ghét đó nó che phủ. Quý vị thấy có khi nào 5 phút 3 phút mà đầu quý vị được yên không? Đó nó cứ chạy hoài, chạy ngược chạy xuôi, nó che khuất cái thực của mình. Cho nên tu là dừng cái nghĩ suy đó. Mà dừng bằng cách nào?
người trí thì phải giải, mình quán, mình nhìn lại nó là giả, đừng có theo. Còn người nào yếu ớt, Phật nói thôi ráng niệm Phật đi, nhớ Phật, đặng cho nó đừng chạy bậy, phải không? Nhớ là kèm riết rồi cái tới ngày nào nhất tâm cái nó hết. Thì nó không có hai, mà cái phương tiện ứng dụng có khác. Như vậy thì chúng ta tu là để định cái lăng xăng đó, vì cái lăng xăng nó làm khổ chúng ta biết bao nhiêu đời rồi, nó tạo nghiệp dẫn đi luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn dứt cái luân hồi sinh tử phải dừng nó lại, dừng mà không còn một mãi may nào chen lẫn. Đó là đúng cái bản lai vô nhất Phật hiện ra, xưa nay không một Phật nó hiện ra. Cái đó mới cái thực mình. Còn cái hơn thua phải quấy tốt xấu là cái giả tạm theo thói quen tập quán của mình thôi. Đó, mà bây giờ mình đang bị cái đó chi phối. Như vậy thì quý vị hiểu tôi chưa? Cái gốc tu là ở chỗ đó đó. Cho nên nắm cho vững cái gốc đó thì chúng ta mới thấy chúng ta tu là để trở về cái thực muôn đời của chính mình đang có, chứ không phải ở đâu đem lại. Vì vậy mà Phật mới nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó. Cái tánh Phật sẵn ở tất cả mọi người. Ngài là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Bởi vì nếu chúng ta biết dừng, biết lặng hết những cái lăng xăng đó thì chúng ta sẽ sáng lên. Cho nên nó định rồi mới phát huệ đó. Như vậy thì cái định là gì? Là dừng tất cả những niệm tưởng lăng xăng. Dừng cái vọng tưởng lăng xăng mà dừng lại được rồi thì cái trí tuệ thật nó hiện ra, không có gì lạ hết, tất cả đều sẵn ở mình. Cho nên Ngài Thần Hội, Ngài dùng cái thí dụ quá hay. Ngài nói như cái gương thế này, mà quý vị ở dưới nhìn lên, khi thấy bóng mình trong gương, thì lúc đó có thấy mặt gương không? Thấy bóng thì quên gương, phải không? Có một cái bóng nào thì mình cũng đều quên cái gương hết. Mà bóng đó từ đâu mà ra? Từ cái gương phản chiếu ra. Nhưng mà thấy bóng là quên gương. Không có ai mà thấy bóng mà nhớ cái gương nó tròn hay là gương nó vuông gì hết á. Nó thấy bóng thì quên mặt gương, vì cứ nhìn cái bóng. Thì tất cả chúng ta bây giờ nhìn vào gương thấy bóng là nhớ gương hay nhớ bóng? Nhớ bóng không? Đó. Vì vậy mà cái tâm thể, từ tâm thể đó nó mới có những cái bóng hiện ra, nào buồn, nào thương, nào phải, nào quấy, vân vân. Mà khi những cái bóng hiện ra rồi cái chúng ta chụp những cái đó để chúng ta theo đuổi. Theo đuổi mãi rồi càng ngày nó càng sung túc hơn, giàu có hơn, rồi thôi nó đầy hết trơn, cho tới sửa sành ngủ mà ngủ cũng không được nữa, phải không? Nó cứ tràn ra hoài. Đó. Và như vậy thì những cái đó là cái gì? Là cái tạo nghiệp. Có thương thì tạo nghiệp ái, có ghét thì tạo nghiệp sân. Thì cứ như vậy thương ghét buồn giận với nhau, rồi cột với nhau, trói nhau, dẫn đi sanh nơi này nơi kia trong lục đạo không ngừng. Bây giờ muốn ngừng phải làm sao? Thì tất cả đó phải dừng lại. Cho nên dừng lại hết những cái niệm buồn thương dẫn ghét rồi, chỉ còn một cái tâm thể trong lặng sáng suốt đó, thì chừng đó chúng ta mới giải thoát sanh tử. Còn nếu còn những niệm lăng xăng lôi kéo thì thôi, khỏi có mong cầu được giải thoát. Đó, để quý vị thấy giác ngộ rồi mới giải thoát. Giác ngộ thấy được cái hư dối của thân, cái hư dối của tâm, chúng ta không bị nó lừa gạt nữa,
mà luôn luôn biết nhìn thấy nó là không thiệt, biết nó là giả dối, thì lần lần chúng ta bỏ được. Và bỏ được cho tới bao giờ đi đứng nằm ngồi không còn một niệm, thì đó gọi là nhất tâm, hay gọi là được định. Như vậy thiền định hay là nhất tâm của niệm Phật cũng không có khác, chỉ khác là bên kia tướng một chút, nói lúc đó thấy Phật Di Đà hiện. Còn chúng ta nếu đi đứng nằm ngồi mà không có một niệm khởi thì tánh giác mình hiển, phải không? Mà tánh giác tức Phật Di Đà chứ gì. Đó là cái lý của đạo mà chúng ta phải thâm nhập, phải hiểu thấu. Bởi vì Phật Di Đà tiếng Phạn nếu nói đủ là vô lượng thọ, vô lượng quang, ngài ánh sáng vô lượng và tuổi thọ vô lượng. Quang là ánh sáng, thọ là tuổi thọ. Mà cái tánh giác của mình nó không sanh không diệt thì nó là giác, cho nên nó là sáng suốt vô lượng. Mà không sanh không diệt là tuổi thọ vô lượng, thì có khác không? Nó không có hai. Như vậy thì khi chúng ta tu, buông hết vọng tưởng, xả hết ý niệm lăng xăng, lúc đó có phải ngu không? Quý vị trả lời dùm tôi, có ngu không? Không ngu sao được, không nghĩ gì, không tính hơn tính thua gì hết, không nghĩ phải nghĩ quế gì hết, không ngu sao được. Phải không? Cho nên các thiền sư thường hay dùng cái câu như ngay như ngu đó, như chứ không phải ngu thiệt đó. Chứ đừng nghe nói như ngay như ngu rồi nó ngu thiệt, không phải. Bởi vì mình không có cái niệm phân biệt hơn thua phải quấy, cho nên những người nói phải nói quấy đó thì mình đâu có dính mắc gì, thì họ nói mình ngu. Thế hằng nhất là ở trong gia đình, nếu mà cha mẹ anh em gì họp lại nói phải nói quấy gì đó bàn tán, mà mình cứ không có gì hết, không có ý gì hết, họ nói mình ngu không? Thì nhất định phải ngu. Đối thế gian mình là kẻ ngu, mà không biết thiệt ngu chưa. Còn những người đeo đuổi theo vọng tưởng nó có khôn chưa? Khôn để mà tạo nghiệp sanh tử, ngu để giải thoát sanh tử, không biết ai khôn ai ngu. Đó thì quý vị biết cho thiệt rõ, để mà trên đường tu của mình không có lầm. Như vậy thì nếu nói về đạo Phật là nói tới sự giác ngộ, sự giải thoát, là muốn giác ngộ giải thoát thì phải thấy đúng như thật là giác ngộ, phải dừng hết niệm sinh diệt mới được giải thoát. Còn niệm sinh diệt tức là còn tạo nghiệp, là còn tạo nghiệp tức là còn luân hồi. Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng phải biết cho rõ. Như vậy thì nói tới tu Phật, quý vị hiểu rõ như vậy rồi thì có thể đoán định được cái lối nào người dạy đúng với chánh pháp, lối nào người dạy không đúng với chánh pháp, mình khỏi có ngờ, khỏi có nghi. Chứ nhiều khi không hiểu vậy, nghe ai nói cái gì linh thiêng, cái gì màu nhiệm, có ông này bà kia trợ lực cho mình gì đó, cái ham quá, phải không? Tu mà có thần thánh trợ lực thì tốt quá. Nhưng ở đây thì có thần thánh nào thay mình được không? Bỏ vọng tưởng ai bỏ cho mình? Như vậy thì tất cả chúng ta tu là phải công phu từ cái nhìn đúng, rồi gạt bỏ từ từ những cái sai, phải không? Mà những cái sai nó hết rồi thì cái chân thật nó hiện ra, không phải ở đâu đem lại hết. Quý vị biết rằng chúng ta đang có cái tánh giác hiện tiền mà bỏ quên, như vậy thì chúng ta là cái người bội bạc mình quá lẽ, phải không? Có cái của báo mà không giữ, để cho cái bọn lăng xăng lộn xộn nó vô nó ăn cắp, nó làm khuất mất đi, thì quý vị
Nghĩ có đáng thương không? Thương ai? Thương mình. Mình đang bị lầm lẫn. Cho nên bây giờ đây, chúng ta biết mình sẵn đã tánh giác bởi cái nghĩ si hơn thua phải quấy đó, đó là che khuất. Biết được như vậy là chúng ta sáng suốt. Nên trong kinh Viên Giác, Ngài Văn Thù hỏi Phật, hỏi thế nào là vô minh? Phật trả lời, nếu đối thân tứ đại cho là thiệt, cái tâm nghĩ tưởng lăng xăng cho là tâm mình thiệt, đó là vô minh. Bây giờ quý vị có vô minh không? Mà ưa giữ vô minh hay đành bỏ vô minh? Ưa cái nào? Biết nó là vô minh phải bỏ chứ, phải không? Mà vô minh á, thì trong 12 nhân duyên nó đi đầu có sinh tử đó. Thì như vậy quý vị mới thấy cái manh mối hết sức rõ. Cái manh mối sinh tử là vô minh. Mà vô minh là cái gì? Thân giả dối tưởng là thiệt, cái tâm lăng xăng sanh diệt cho là tâm mình thiệt, thì hai cái đó là vô minh. Bây giờ mình ngược lại, mình thấy thân giả dối là không thiệt, tâm lăng xăng sanh diệt, mình bỏ nó cho nó yên, thì hết vô minh. Mà hết vô minh thì hết sinh tử, giải thoát. Dễ khó. Quyền của ai? Quý vị thấy quyền của ai làm việc đó? Vậy mà cứ cầu thần cầu thánh hoài, thấy không? Cứ cầu thần thánh là làm sao cho con được hết khổ, làm sao cho con hết nghiệp, miễn còn nghĩ là còn tạo nghiệp. Bởi vì nghĩ thì thiện ác tốt xấu, thì có thương có ghét có đủ thứ hết. Như vậy thì tu đưa chúng ta tới cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh. Thì tới chỗ thanh tịnh đó thì chúng ta mới được giác ngộ. Cho nên quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng khi nói bản lai vô nhất vật được người Vũ Tổ thừa nhận cho vô thách, nhưng mà đến khi nghe kinh Kim Cang đến cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm mà nói đủ á, thì phải nói rằng Ngài Văn Thù hỏi Phật, ở ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật phải làm sao người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác là cầu Phật quả, làm sao hàng phục được tâm mình, làm sao an trụ được tâm mình. Thì Đức Phật dạy muốn hàng phục tâm mình á thì phải bỏ ngã nhân chúng sanh thọ giả bốn tướng, phải không? Bỏ bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả là hàng phục được tâm mình, tức là thấy thân không thiệt, mà mình không thiệt, người cũng không thiệt, mà người không thiệt thì mọi chúng sanh cũng không thiệt, rồi cái cuộc sống cũng không thiệt, thì thấy được như vậy là hàng phục được tâm. Như vậy hàng phục được tâm khi mình thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả không thiệt thì hàng phục nó, tức là nó không chạy lăng xăng nữa, thì nó không thân không thiệt thì có gì bận rộn. Nhưng mà được yên định chưa rồi còn phải làm sao an trụ tâm, mà tâm gì? An trụ cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Phật dạy rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ tham hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là nên không có chỗ trụ mới sanh được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có chỗ trụ tức là không có chỗ dính mắc với sáu trần. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi đối với sáu trần mình không vướng mắc thì đó là trụ cái tâm bồ đề, trụ cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì chúng ta tu ở trong hàng phục bằng cách không chấp ngã,
ở ngoài đối sáu trần, muốn an trụ bằng không cho vướng mắc, không chấp ngã, không vướng mắc với sáu trần, lúc đó là sao? Còn cái gì che đậy cái tâm mình nữa không? Hết, từ đó mới hoàn toàn trong sạch. Mà hoàn toàn trong sạch đó mới gọi là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy cho nên khi nghe tới chỗ đó, cái ngài liền giác ngộ. Giác ngộ ngài nói sao? Đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình nó không có dao động, đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Như vậy thì chừng đó mới thấy rõ ở mình nó có những cái chân thật sẵn mà từ lâu mình không ngờ. Cái chân thật đó nó không sanh không diệt mà nó lại có đó, cái chỗ mà nó hay sanh muôn pháp. Đó là để chỉ cho trên không là không tất cả những niệm che đậy mà sẽ có diệu hữu. Diệu hữu là gì? Tức là khi đạt được cái thể chân không đó rồi, nó không phải chỉ còn cái thể chân không yên tịnh thôi, mà nó còn hay sanh ra muôn pháp. Đó là như Phật dạy thì ngài có ba thân: pháp thân, báo thân, rồi hóa thân hay ứng thân. Từ đó mới có ba thân, rồi sau đó lại còn có nào là những cái thần thông diệu dụng, tam minh, lục thông, tứ dục, sở quý, thập bát bất cộng, vân vân, nhiều vô số. Thì như vậy thật không rồi mới có cái diệu hữu, chứ không phải tới đó hết trơn. Đừng lo mình buông hết rồi tới đó mình ngu ngu khờ khờ không còn gì hết, không phải vậy. Mà tới đó rồi mới có ba thân, mới được cái trí tuệ vượt cả thế gian. Đó, nói như vậy rồi quý vị nhìn lại 11 chân câu thấy rất là rõ. Tới mục thứ 8 thì câu và chân mất. Mà quý vị biết thằng chân là ai không? Là cái trí tuệ thấy được các pháp là hư giả đó. Còn con trâu là ai không? Là những niệm hơn thua, tốt xấu, phải quấy của mình đó. Cái niệm nó chạy cuồng loạn giống như cái trâu điên, phải không? Cho nên là phải tìm đủ cách mà cột, rồi đánh đập nó, từ từ nó mới thuận. Nó thuận rồi, điều phục được rồi, đến lúc thảnh thơi chưa hết được, đến lúc bằng trâu mất hẳn đó, tức là niệm không còn nữa. Mà niệm không còn nữa thì cái thằng chăn đó còn được không? Chăn là để giữ trâu, mà giờ trâu hết thì chăn cũng phải mất. Trí tuệ bát nhã để ruồng phá cái mê lầm của mình, mê lầm hết thì trí tuệ cũng buông luôn. Lúc đó mới thể nhập được cái pháp thân, gọi là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Thể nhập được pháp thân rồi mới có ứng thân để mà đi vào độ chúng sinh. Đó là ông thầy bụng bự cầm cái chép xách bầu rượu vô xóm đó. Đó là ứng thân, để thấy rằng cái hệ tu hành nó rất là đầy đủ. Còn không thấy vậy thì chúng ta không hiểu gì hết, chỉ nhìn những hình ảnh đó. Thì như vậy thì tất cả cái hình ảnh đó đều nói lên cái đường hướng tu hành. Khi mà đến độ nào được thuần, đến độ nào mới dứt hết nhân ngã, đến độ nào mới có thể tự tại, mình nhìn cái mình biết liền, không còn nghi ngờ nữa. Thì như vậy đó là diệu hữu, phải không? Từ chân không mới đi đến diệu hữu. Còn nếu chưa có chân không thì muốn có phép tắc, có thần thông thì chỉ là trò đùa, không bao giờ có. Như vậy thì quý vị
muốn được cái diệu hữu thì trước phải có chân không. Chân không rồi mới đi tới diệu hữu. Như vậy thì cái bài giảng này khó hay dễ? Khó hay dễ? Nếu dễ thì chắc ai tu cũng được, phải không? Thì như vậy thì quý vị nghe hiểu cho thấu đáo rồi tu hành. Bởi vì tôi đã nói rằng tôi không còn giảng lần thứ hai ở đây nữa, nên hôm nay nói cho hết, nói cho rõ để cho quý vị biết mà tu. Chứ còn không thì cứ ngờ vực, không biết ngồi cứ thấy vọng bỏ và đi tới đâu, phải không? Là tại sao cái nghĩ suy phải cũng bỏ, nghĩ suy ấy bỏ đành rồi mà phải cũng bỏ luôn nữa, kỳ quá, phải không? Đó, hiểu như vậy mới thấy. Nghĩ thiện thì được sanh trong ba đường lành, người Atula là trời. Nghĩ ác thì bị sanh trong ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cứ như vậy đó mà đi, đi rồi đảo đi lộn lại, không có ngày ra khỏi. Đó gọi là luân hồi. Muốn ra khỏi luân hồi thì phải dứt hết tất cả cái đó. Đó là cái lời dạy của tôi. Mong tất cả quý vị nghe, hiểu, ứng dụng tu, và cũng để nhận định ai dạy đúng với đạo, ai dạy sai, mình không có lầm. Chứ không là nhiều khi Phật tử chúng ta dễ lầm quá. Thôi tới đây là xong bài giảng hôm nay. Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.